Nhắc đến bóng chuyền nữ Việt Nam, nhiều năm qua vẫn luôn có một cái tên được báo chí truyền thông nhắc nhiều. Cô cũng là một trong những vận động viên soi đường dẫn lối cho các đàn em học hỏi theo. Không ai khác, chính là phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Sau đây, hãy cùng cảm thể thao điểm qua hành trình vươn đến đỉnh cao của Nguyễn Thị Ngọc Hoa, tượng đài bất diệt của làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô sinh ngày 10 tháng 11 năm 1987 tại Long An. Ngọc Hoa là một vận động viên bóng chuyền nữ Việt Nam và thuộc biên chế của câu lạc bộ đội bóng chuyền miền Tây VTV Bình Điền Long An. Chơi ở vị trí phụ công, vị trí được xem là sát thủ giữa lưới với chiếc áo số 9 quen thuộc. Ngọc Hoa cũng mang luôn thương hiệu chị 9 mà người hâm mộ đặt cho cô. Ngọc Hoa còn là một đội trưởng mẫu mực hơn một thập kỷ qua của bóng chuyền Việt Nam. Khi nhắc đến cái tên Nguyễn Thị Ngọc Hoa, người hâm mộ bóng chuyền lại nghĩ đến những thành tích của cô gái người Long An. Mà nó chơi bóng chuyền nữ Việt Nam, sở hữu chiều cao 1m83, tầm đánh 315cm, tầm chắn 310cm, được xem là của hiếm của một bóng chuyền. Ngọc Hoa có khả năng tấn công khéo léo với những cú bò nhỏ đầy tinh tế, nhưng pha chắn bóng một cách chính xác. Ngoài ra, Ngọc Hoa còn sở hữu những cú phát bóng xoáy gây khó khăn cho đối thủ. Cô luôn là điểm đến của quả bóng khi mà đội nhà đang ở thế bế tắc, và gần như các tình huống ấy, Ngọc Hoa đều xử lý thành công, ghi điểm cho đội nhà. Sự nghiệp của cô là điều mà nhiều chị em đồng nghiệp khác hàng ảo ước. Bởi bờ sưu tập thành tích của Ngọc Hoa ở đấu trường quốc nội lẫn quốc tế là vô số kể. Ngọc Hoa còn được xem là người thành công nhất của bóng chuyền Việt Nam, khi hiện tại cô là người Việt duy nhất vô địch cả hai giải vô địch quốc gia Việt Nam và Thái Lan. Bên cạnh đó, tấm huy chương vàng và đồng lần lượt tại các cúp câu lạc bộ châu Á năm 2015-2016. Đặc biệt hơn, cô gái người Long An đã làm nên lịch sử cho bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế tại cúp các câu lạc bộ thế giới dưới màu áo số 20 của câu lạc bộ Bangkok Glass của Thái Lan. Với niềm đam mê bóng chuyền bắt nguồn từ những sân bóng phổi, xem các đàn anh chơi giải trí mỗi buổi chiều, có thể nói bóng chuyền Việt Nam sở hữu được một phụ công xuất sắc, bắt nguồn từ những thứ đơn giản nhất và rất gần gũi với người dân vùng quê. Năm 12 tuổi, cô gái người Long An với chiều cao 1m68, một thể hình lý tưởng, một tình yêu với trái bóng tròn và khả năng nổi bật của mình. Chỉ sau 3 năm tập luyện tại lớp năng khiếu tỉnh Long An, Ngọc Hoa được tăng cường cho đội bóng dệt Long An, tiền thân của VTV Bình Điền Long An. Năm 2003, tròn 16 tuổi, Ngọc Hoa đã góp mặt tại tuyển quốc gia, sánh vai với các đàn chị như Phạm Thị Kim Huệ của câu lạc bộ Ngân hàng Công thương, Phạm Thị Yến của câu lạc bộ Thông tin Liverpool Bank, chinh chiến tại các giải lớn như VTV Cup hay SEA Games. Xuất hiện lần đầu tiên năm 2003 ở SEA Games 22 được tổ chức tại Hà Nội, cô gái vàng của bóng chuyền nữ Việt Nam đã khẳng định mình là mắt xích không thể thiếu trong đội hình tuyển quốc gia. Ngọc Hoa cùng với các người đàn chị xuất sắc giành huy chương bạc giải đấu đó khi lần lượt đánh bại các đối thủ đến từ Philippines, Myanmar, Indonesia trước khi thất bại trước tuyển nữ Thái Lan. Sau khi SEA Games thành công trên sân nhà, Ngọc Hoa tiếp tục gây ấn tượng tại các giải đấu trong nước như VTV Cup, siêu cúp quốc gia, hai giải vô địch quốc gia. Liên tiếp 2 năm 2004-2005, với màn thể hiện xuất sắc của mình tại giải bóng chuyền nữ VTV Cup, Ngọc Hoa đã giành danh hiệu cá nhân vận động viên chắn bóng xuất sắc nhất. Năm 2005, cô lại tạo nên một cú đúp tiếp theo cho sự nghiệp của mình khi cô gái người Long An xuất sắc giành liên hoàn giải cá nhân tại SEA Games 23 tổ chức tại Philippines. Khi đó, Ngọc Hoa vừa tròn 18 tuổi. Ba cú đúp vận động viên chắn bóng tốt nhất, ghi điểm nhiều nhất, phát bóng tốt nhất đã giúp bóng chuyền Việt Nam tiếp tục giành được huy chương bạc đồng đội. Nguyễn Thị Ngọc Hoa vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Những màn thể hiện đẳng cấp, tinh tế và khéo léo của Ngọc Hoa càng được khẳng định nhiều hơn sau cuộc du đấu thành công trên đất Philippines. Bằng chứng là liên tiếp trong giai đoạn 2006 đến 2017, Ngọc Hoa luôn nằm trong top những vận động viên bóng chuyền nữ hàng đầu Việt Nam với nhiều danh hiệu cá nhân cao quý như vận động viên chắn bóng tốt nhất, vận động viên ghi điểm nhiều nhất, vận động viên phát bóng tốt nhất hay phụ công xuất sắc nhất của những giải đấu như VTV Cup, Liverpool Bank Cup, Cúp Bình Điền, Cúp Hùng Vương v.v. Trên đấu trường quốc tế, Ngọc Hoa khẳng định tên tuổi bằng nhiều thành tích khác nhau. Năm 2007, trên đấu trường danh giá cấp châu lục của giải câu lạc bộ châu Á, Ngọc Hoa xuất sắc giành về hai cú đúp thành tích, vận động viên ghi điểm nhiều nhất và chắn bóng tốt nhất. Đó là những thành tích đáng tự hào của cô gái đến từ Long An đem về riêng cho mình. Đó còn là chưa kể đến các giải thưởng tập thể. Năm 2009, Ngọc Hoa thay thế đàn chị Kim Huệ lên nắm băng đội trưởng của tuyển quốc gia, để trở thành thủ lĩnh mới cho các chị em toàn đội. Vai trò cực kỳ quan trọng then chốt cho những tình huống căng thẳng của set đấu hoặc những khi bị dẫn trước. Trong năm này, lần đầu tiên Ngọc Hoa cùng đồng đội giành được ngôi vô địch quốc gia cho câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An sau nhiều năm chỉ nằm trong top 3
mà chưa một lần chạm đến ngôi vị cao nhất bởi các đội bóng kình địch như Ngân hàng Công Thương hay thông tin liên việc Postbank rất mạnh. Tiếc là trong mùa áo tuyển quốc gia, Ngọc Hoa của các đồng đội chỉ liên tiếp giành được huy chương bạc ở đấu trường SEA Games, lần lượt là SEA Games 25 tại Lào, 26 tại Indonesia, 27 tại Myanmar, 28 tại Singapore và 30 tại Philippines. Bên cạnh đó còn là tấm huy chương đồng vào năm 2017 tại SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia. Cú hat-trick 2018 có thể xem là lời giã từ sự nghiệp ngọt ngào nhất của Ngọc Hoa dành cho người hâm mộ. Tại câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An, Ngọc Hoa cùng với Trần Thị Thanh Thúy, Dương Thị Hên, Đặng Thị Kim Thanh và Nguyễn Thị Kim Liên và các chị em khác đã thâu tóm các giải vô địch quốc gia, siêu cúp quốc gia và cúp Hùng Vương. Họ hạ bệ tất cả các đối thủ, trong đó có hai gương mặt quen thuộc là Ngân hàng Công Thương và thông tin liên việc Postbank. Năm 2013 có lẽ là một năm đáng nhớ với Ngọc Hoa nói riêng và bóng chuyền nữ Việt Nam nói chung. Cô đặt dấu bút ký vào chuyến xuất ngoại lần đầu tiên tại câu lạc bộ Ayutthaya của Thái Lan. Trước khi đội bóng xứ Chùa Vàng nhận được chữ ký của phụ công hàng đầu Việt Nam, nhiều ông lớn tại Đông Nam Á, Nhật Bản cũng đã liên lạc với Ngọc Hoa. Thậm chí, lời mời của trường đại học St. John's, Mỹ với giá trị học bổng là 40.000 đô mỗi năm để đưa cô vừa chơi bóng, vừa học văn hóa. Tuy nhiên, Ngọc Hoa đã khước từ tất cả. Trên đất Thái Lan, Ngọc Hoa đã trình diễn một hình ảnh bóng chuyền Việt Nam khéo léo và tinh quái ở giải vô địch quốc gia Thái Lan mùa giải 23-24 và giúp cho đội bóng này giành được vị trí thứ 3 chung cuộc. Riêng Ngọc Hoa nhận về cho mình giải thưởng cá nhân phụ công xuất sắc nhất giải đấu. Trước khi chia tay Ayutthaya vào năm 2014, Ngọc Hoa đã giúp câu lạc bộ này giành chức vô địch tại giải siêu cúp quốc gia Thái Lan khi đánh bại Nakhon Ratchasima. Năm 2015 vẫn là trên đất Thái, tại đây cô tiếp tục chuyến hành trình của mình tại thủ đô Thái Lan trong mùa áo của Bangkok Glass với các đồng đội là những đối thủ quen thuộc của tuyển nữ Việt Nam trên đấu trường Đông Nam Á như chủ công Willavan hay phụ công Blumjit. Tại mùa bóng 25-26 trong mùa áo của Bangkok Glass, Ngọc Hoa với những cú đập đầy uy lực, những pha chạy chiến thuật thần sâu, các màn chạm bóng đỉnh cao đã có phần không nhỏ vào cúp vô địch quốc gia Thái Lan, mở ra con đường để với cúp bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á được tổ chức trên sân nhà Việt Nam. Tại cúp các câu lạc bộ châu Á, Ngọc Hoa cùng với những người đồng đội tại Bangkok Glass lần lượt vượt qua các đối thủ hùng mạnh của châu Á để tiến vào trận chung kết gặp đại diện của Nhật Bản là Hisamitsu với các gương mặt cộm cán như Riza, Ishii, Naogaka. Ngọc Hoa cùng những đồng đội đã tạo nên một trận đấu nghẹt thở kéo dài 5 set tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Trận chung kết ấy, người hâm mộ đã cảm thấy thật sự mãn nhãn với những gì mà Ngọc Hoa thể hiện. Những cú bỏ nhỏ bất ngờ, đẩy bóng nhẹ nhàng về cuối sân tạo thành điểm đã giúp chiếc vô địch thuộc về Bangkok Glass. Danh hiệu phụ công xuất sắc nhất giải đấu là phần thưởng riêng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cá nhân Ngọc Hoa. Chiếc vô địch của câu lạc bộ Thái Lan tại cúp câu lạc bộ châu Á 2015 đã mở ra một hành trình không chỉ cho đội bóng quốc gia Thái Lan tại cúp câu lạc bộ thế giới mà đó còn là lịch sử của bóng chuyền Việt Nam khi Ngọc Hoa được xem là người phụ nữ đầu tiên mang hình ảnh bóng chuyền Việt Nam ra đấu trường thế giới. Ngày 18 tháng 10 năm 2016, cúp các câu lạc bộ thế giới chính thức diễn ra tại Philippines với sự góp mặt của 8 đội bóng đến từ các châu lục như Âu, Mỹ và Á. Tại đây, Bangkok Glass nằm tại bảng B cùng với các đội bóng rất mạnh như Velero Zurich của Thụy Sĩ, đội từng giành huy chương đồng giải đấu này vào năm 2015, và Kif Bank của Thổ Nhĩ Kỳ, đội từng vô địch thế giới 23, và Hisamitsu của Nhật Bản, đội đã gây không ít khó khăn cho đội bóng của Ngọc Hoa. Trải qua 5 trận đấu, Ngọc Hoa đã chứng tỏ phụ công đại diện cho bóng chuyền nữ Việt Nam chưa bao giờ thua kém các đội bóng trên thế giới, với tổng cộng 43 điểm cô ghi được, hiệu suất tấn công 41,9%, đứng thứ 3 trong nhóm phụ công, chỉ đứng sau cặp phụ công xuất sắc nhất thế giới là Rasic của Serbia và Akin Radewo của Mỹ. Trong suốt giải đấu, Ngọc Hoa luôn được các bình luận viên quốc tế nhắc đến với tư cách là ngôi sao trẻ Việt Nam, mặc dù thời điểm đó cô đã 28 tuổi. So về thể hình và sức mạnh, cô gái người Long An có thể không bằng được các vận động viên thế giới, nhưng Ngọc Hoa lại mang trong mình một sự khéo léo, khó ai bị kịp, thường xuyên tạo bất ngờ cho đối thủ. Đặc biệt, những pha đập bóng giữa lưới ở vị trí số 3 và màn chắn bức tường thép đã tạo nên thương hiệu của cô. Chuyến giữa đấu này mang ý nghĩa lớn, nó không chỉ là hành trình riêng của cá nhân Ngọc Hoa, mà còn là chuyến đi mang hình ảnh của cả bóng chuyền Việt Nam ra với đấu trường quốc tế. Tuy vậy, tập thể Bangkok Glass đã không có được thành tích đáng kể. Sau chuyến giao đấu đầy ấn tượng tại Philippines, cô tiếp tục cùng với Bangkok Glass giành thêm chiếc vô địch quốc gia Thái Lan trong mùa bóng 26-27. Hành trình vô địch lần này còn có thêm một đồng đội khác đến từ Việt Nam, đó là Trần Thị Thanh Thúy, một ngôi sao tài năng hiện tại của VTV Bình Điền Long An. Thêm một lần nữa, chiếc vô địch lần này giúp Ngọc Hoa tiếp tục đến với cúp các câu lạc bộ châu Á và góp phần giúp Bangkok Glass giành vị trí thứ 3 chung cuộc khi thất bại trước đại diện của Kazakhstan. Có thể nói rằng
chuyến xuất ngoại của Ngọc Hoa, nó không chỉ mang cơ hội cho riêng cô tại đấu trường quốc tế, mà thêm vào đó là những cơ hội xuất ngoại được mở ra cho các vận động viên Việt Nam khác. Chúng ta có Trần Thị Thanh Thúy xuất ngoại trên đất Thái khá thành công, tiếp đó là Đài Loan, và đặc biệt hơn, cô có chuyến du đấu tại câu lạc bộ Denso của Nhật Bản vào năm 2018. Ngoài Thanh Thúy, chúng ta còn có Nguyễn Thị Kim Liên hay Đỗ Thị Minh đã có mặt tại các câu lạc bộ nước ngoài. Đặc biệt gần đây nhất là chuyến xuất ngoại của phụ công trẻ sinh năm 2000, Trần Thị Bích Thủy, đến từ câu lạc bộ Thủ đô Hóa chất Đức Giang. Trần Thị Bích Thủy đã có màn ra mắt tại câu lạc bộ Air Force. Với màn trình diễn xuất sắc của mình, cô đã giành giải chan bóng xuất sắc nhất giải đấu, dù phải cạnh tranh với rất nhiều cái tên nặng ký như Plumjit của Thái Lan hay Thát Đào tại giải vô địch quốc gia. Tất cả đều nhờ vào hình ảnh mà Ngọc Hoa đã tạo dựng trong mắt bạn bè quốc tế, gieo cho họ có cái nhìn khác về bóng chuyền Việt Nam. Trong 2 năm gần đây, người hâm mộ bóng chuyền đã không còn thấy Ngọc Hoa trên sân với vai trò là một phụ công, một đội trưởng trong câu lạc bộ hay tuyển quốc gia, mà thay vào đó là một hình ảnh khác, một vị trí mới trong vai trò huấn luyện viên phó của câu lạc bộ chủ quản VTV Bình Điền Long An. Năm 2020, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam còn thấy được hình ảnh Ngọc Hoa trong tư cách huấn luyện viên trưởng VTV Bình Điền Long An ở giải U23 nữ quốc gia. Thành tích lần đầu tiên với vai trò huấn luyện viên của cô chỉ là cán đích ở vị trí thứ 3 giải đấu khi đánh bại U23 Hà Nội và chịu khuất phục trước U23 Ngân hàng Công Thương và Thông tin Liên Việt Postbank. Huyền thoại của bóng chuyền nữ Việt Nam thật sự là một danh xưng xứng đáng với Ngọc Hoa. Với những gì mà cô đã thể hiện cùng với vô vàn thành tích nổi bật mà chưa một vận động viên bóng chuyền Việt Nam nào làm được, Ngọc Hoa chỉ là ngôi sao sáng trên bầu trời bóng chuyền đương đại. Mỗi khi nhắc đến bóng chuyền nữ, cái tên đầu tiên mà ai cũng nhớ chắc chắn chính là Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Ở thời điểm hiện tại, để tìm kiếm một Ngọc Hoa thứ hai thật sự rất khó, nhưng với sự chịu khó và tập luyện của thế hệ trẻ, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng sẽ có nhiều Ngọc Hoa hơn nữa trong tương lai. Với vai trò là huấn luyện viên trưởng của tuyển trẻ tại câu lạc bộ chủ quản VTV Bình Điền Long An, người hâm mộ bóng chuyền đang mong chờ Ngọc Hoa sẽ là người mang lại nhiều thành công cho câu lạc bộ. Hơn thế nữa, người hâm mộ bóng chuyền mong muốn Ngọc Hoa không chỉ là một người dẫn dắt câu lạc bộ, mà xa hơn còn là vị trí huấn luyện viên trưởng tuyển nữ quốc gia, nhằm đưa bóng chuyền Việt Nam một lần nữa ra đấu trường châu lục, thậm chí là thế giới.